Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Điện tử Tuyên Quang. Hôm nay thì mình sẽ lại test một cái combo súp siêu trầm 12 sò với mạch nguồn 4 tụ, một cái biến áp 600W. Công suất này thì chúng ta có thể kéo một bát là 40 hoặc 50 côn 100. Cho anh Phong tại khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với đôi số điện thoại là 7365. Như các bạn thấy ở đây mình đã kết nối vào rồi và đèn báo của cái mạch lọc nó đã sáng rồi đây. Đèn báo trên mạch công suất cũng đã sáng rồi. Đấy, và các bạn thấy quạt gió nó đang chạy rồi đây. Với combo này thì các cái sản phẩm mình có để tách giá riêng từng món một, các bạn có thể xem ở trên màn hình. Và nếu mà anh em nào thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình theo thông tin ở trên màn hình hoặc dưới mô tả video. Thì hiện tại mình đã cắp điện vào rồi, bây giờ thì mình sẽ vặn thử cái volume lên để mình thử cho các bạn xem nhé. Chống rung hết cả nhà, mình tăng tần số lên này. Đó. Các bạn có thể thấy là mình test với một cái bát siêu trầm, bát 40. Thì bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vào cho anh khách hàng nhé. Và hướng dẫn qua các anh em cách sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng trước rồi mình sẽ đánh dấu này. Thì anh em thấy là từ biến áp là nó có hai cụm dây. Thứ nhất là cụm đỏ đen đỏ này, tức là 50V đối xứng, các bạn sẽ gắn vào đây cho mình. Thì gắn vào cái chỗ cầu diốt này. Dây đen vào giữa và hai dây đỏ hai bên, tức là 0V ở giữa và hai dây 50V hai bên. Tiếp theo là cái đường nguồn ra, thì các bạn thấy ở đây có dây đỏ là mình đã gắn vào B cộng này, dây đen mình đã gắn vào GND và dây vàng mình đã gắn vào B trừ. Tương tự như vậy thì trên đầu này là rắc này, nó có một cái rắc 3.96 này, mình đã đảo sẵn và chúng ta chỉ việc cắm vào thôi, đấy là xong. Tiếp theo là cụm thứ hai là cụm dây vàng đen vàng từ biến áp ra, thì các bạn có thể thấy ở chỗ này đấy. Thì mình đã gắn vào cái rắc 3 chân ở chỗ này rồi. Thì dây vàng giữa dây đen ở giữa và hai dây vàng hai bên. Dây đen thì mình gắn vào vị trí 0V và dây hai dây vàng mình gắn vào 15, hai dây bên 15V. Thì hai dây vàng này có thể đảo vị trí cho nhau nhé, còn dây đen thì bắt buộc phải đúng ở giữa là được. Tiếp theo là cái phần nguồn xanh đây. Các bạn thấy có hai dây màu xanh dương thì chúng ta sẽ gắn vào cái chỗ mà 0 và 12V này. Hai dây xanh này có thể đảo vị trí cho nhau thoải mái vì nó là điện xoay chiều mà. Đây chỗ này thì chúng ta có thấy dây màu đen và đỏ đây. Thì ở cái cụm dây thứ nhất là mình gắn đỏ vào vị trí dấu cộng và đen thì mình gắn vào vị trí chữ G. Đấy, và mình đã cắm lên trên này. Theo đúng ký hiệu là đỏ và dấu cộng và đen và chữ G. Chỗ này là lên cấp nguồn 12V để cho nó cấp cho phần dây le này. Tiếp theo là cái phần lại thêm một cái chữ rắc nữa. Thì rắc thứ hai này mình vẫn gắn vào dây đỏ vào dấu cộng và dây đen và chữ G. Thì cái rắc này thì nó lên cái quạt gió của chúng ta, quạt 12V. Tiếp theo là phần cấp nguồn 15V đối xứng. Đây 15V đối xứng này ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có cộng 15V này. Mình lấy nét rồi. Chúng ta có cộng 15V, cộng 15V này, 0 và trừ 15V. Thì dây đỏ vào vị trí cộng 15V này, dây đen vào 0 và dây vàng trừ 15V rồi. Tiếp theo là cắm lên cái mạch là lọc súp này. Thì dây vàng chúng ta vào B trừ này, dây đen vào vị trí GND và dây đỏ vào vị trí B cộng. Thì trên này nó là rắc 4, còn dưới này nó là rắc 3. Nên là chúng ta chỉ việc về gắn vào là xong, chứ cũng không cần phải đảo, vì nó đã khớp sẵn rồi, một đầu rắc 4, một đầu rắc 3 thì không thể có chuyện cắm nhầm được.
Tiếp theo là cái phần output đây, các bạn thấy có phần output ở trên cái mạch này. Lọc súp đây. Output ở trên mạch lọc súp này thì dây đen đã vào vị trí chữ G và dây trắng vào vị trí dấu cộng. Cái đầu còn lại thì mình vẫn gắn vào input trên bo công suất và vẫn dây trắng vào dấu cộng và dây đen vào chữ G. Như vậy là xong hoàn toàn cái mạch này rồi nhá. Còn mỗi cái hai cái rác này. Đây. Còn cái rác này chúng ta gắn ra loa thôi, đây này. Hai cái chấu này, chữ A là vào dây dương loa và GND vào cực âm loa. Như vậy là hết rồi. Cái biến áp này thì đầu vào là 220V. Thì ở đây thì mình đã gắn ra một cái dây điện. Đây. Nó chỉ đến đây thôi nhá. Còn chỗ này là mình gắn vào để mình thử thôi. Mình đút dây vào đây mình thử thôi. Với mạch lọc súp này thì nó chỉ nhận tín hiệu từ line out, ví dụ như tín hiệu từ vang số hoặc là tín hiệu từ điện thoại. Chứ còn nó không nhận tín hiệu lớn như tín hiệu từ cọc loa đâu. Mấy nếu mà qua cọc loa thì chúng ta cần thêm một vài linh kiện nữa. Vì cái mạch lọc súp này là thực tế là nó sẽ còn thêm một cái bộ nữa. Nếu mà các bạn nào cần thì có thể mua thêm. Còn không chúng ta lấy tín hiệu từ line out của âm ly này hoặc là tín hiệu từ... chữ line out của vang số hoặc vang cơ thì đều gắn vào đây được. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh dấu cho anh khách hàng này. Bên số điện thoại là 7365. Sò thì mình vẫn giáp sò 1943-5200 như các video trước thôi. Đấy, cũng không có gì đặc biệt cả. Tụ thì vẫn là tụ 80V 10.000mi của JCCon. Này, 10.000mi này, 80V này. Giờ mình sẽ đánh dấu cái mạch nguồn này luôn này. 7365 này. Rồi. Các vị trí dây rắc từ biến áp vào cái bo nguồn thì mình đều đã bấm cốt cho anh khách hàng sẵn rồi. Về chúng ta chỉ việc vặn vào như thế này thôi. Đấy, rất là chắc chắn nhé các bạn nhé. Rồi ok, nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên mình theo thông tin ở trên màn hình hoặc dưới mô tả video. Giá thì mình có để trên màn hình rồi nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.